chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC 14. Tôi là Thanh Huyền. Hôm nay thứ Tư ngày 21 tháng 9 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lốc xoáy kèm theo mưa lớn xảy ra ở Quảng Bình khiến 45 ngôi nhà bị tốc mái và 5 người phải nhập viện. Cảnh báo về nhóm khách hàng chính là các em học sinh đang bị đối tượng buôn ma túy tem giấy hướng tới. Bóng cười đang là cơn sốt trong giới trẻ, nhưng đây có phải là thú chơi sành điệu, giải trí thông thường hay là chất gây nghiện mới? Động đất có cường độ mạnh đã làm rung chuyển khu vực quần đảo Izu ở phía đông nam, quần đảo Honshu của Nhật Bản. Bất chấp tình trạng an ninh được thắt chặt, hàng triệu tín đồ Hồi giáo Indonesia vẫn đổ xuống đường ăn mừng một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất trong năm. Ngày hôm nay, rãnh thấp đã gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung khi mà lượng mưa đo được phổ biến ở 100 mm đã gây ngập nhiều tuyến đường. Lũ trên hệ thống các sông ở khu vực này cũng lên nhanh, đe dọa đến người dân sinh sống ở vùng trũng thấp. Chiều nay, Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành nơi tránh trú của hàng trăm phương tiện và người dân. Mưa lớn bất ngờ cũng khiến cho các trường học không có kế hoạch cho học sinh nghỉ, nên khi nước ngập dâng cao khiến cho nhiều phụ huynh hốt hoảng tìm cách đưa con em về nhà. Việc bồng bế các em nhỏ trên đoạn đường ngập đến nửa thân người như thế này thực sự rất nguy hiểm. Trường tối về xong điện cuốn tới, không lần đầu thì không cho mời những vì ai không đi xe mới cho điện, có ai đi xe là trường đời những máy bằng chuông chạy về cả. Mưa lớn trong suốt nhiều giờ khiến cho hầu hết các phương tiện giao thông tê liệt, xe máy, ô tô, xe khách, xe đạp đều chung hoàn cảnh. Ở các tuyến đường như Đống Đa, Bến Nghé, Trần Quang Khải, Hùng Vương, nước ngập quá cao nên nhiều chủ xe ô tô, taxi chết máy. Mưa lớn bất ngờ khiến nhiều người dân cũng như khách du lịch đến Huế không kịp trở tay. Các hướng mình đi nãy giờ, các hướng là ngập hết. Có xe là nếu mà thấp hơn nữa 4 chỗ là ngập, toàn diện là tắt máy hết. Du lịch từ Đà Nẵng mới vô đây, mà hơn là vô là sớm chứ 1 tiếng, chứ không thì nó sẽ ngập là giờ này cũng chưa tới. Còn nhớ vào các đợt mưa năm trước, thành phố Huế cũng rơi vào tình cảnh tương tự như thế này. Thậm chí tình trạng ngập năm nay còn trầm trọng hơn năm trước. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, phải đến đêm mai mưa mới có xu hướng giảm. Sáng nay, một cơn lốc kèm theo mưa lớn đi qua địa bàn xã Hải Ninh thuộc huyện Quảng Ninh và xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã khiến cho 45 ngôi nhà bị tốc mái và 5 người phải nhập viện. Khoảng 7 giờ sáng, những người dân ở trên địa bàn xã Hải Ninh hốt hoảng khi một cơn lốc mạnh quét qua khiến 13 ngôi nhà bị tốc mái. Một số người bị mái nhà sập xuống gây thương tích, trong đó có gia đình anh Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1983. Hiện các thành viên trong gia đình đang được điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Nam Cuba, Đồng Hới. Trong đó có một bệnh nhi bị thương nặng. Lãnh đạo huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, ước tính thiệt hại của 13 hộ dân khoảng 55 triệu đồng. Trước mắt, chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi nhà số tiền 2 triệu đồng để lợp lại mái nhà, người bị thương được hỗ trợ 5 triệu đồng. Sáng cùng ngày, tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, cũng xuất hiện một cơn lốc xoáy khiến 32 căn nhà dân, 2 kho chứa đạm của hợp tác xã cũng bị tốc mái. Hiện thời tiết ở Quảng Bình đang mưa rất to và mực nước trên các sông cũng đang dâng cao. Người dân tuyệt đối không ra sông suối vớt củi như đợt mưa lũ số 4 để tránh những thiệt hại về người. Việc sạt lở ở thượng nguồn sau bão số 4 khiến cho dòng sông Hương ở Thừa Thiên Huế bị đỏ quạch, đục ngầu trong nhiều ngày qua. Khung cảnh lãng mạn trên sông Hương đã không còn, khiến nhiều du khách thất vọng khi đến đây. Số liệu tại trạm quan trắc nước sông Hương tự động đặt tại phường Phú Hậu, thành phố Huế cho biết độ đục của nước sông tăng quá lớn, có 2 chỉ số vượt giới hạn. Cụ thể, thông số về tổng chất rắn lơ lửng trong nước lên đến 175 mg/lít, tăng gấp 10 lần, độ đục tăng 20 lần. Trong nhiều ngày qua, tại sông Hương và các dòng sông như An Cựu, Như Ý, Đông Ba thuộc chi lưu sông Hương, cũng như đoạn phá Tam Giang ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, nước đỏ quạch và đục ngầu khiến cho dòng sông này không còn vẻ thơ mộng. Nhiều người dân cho rằng đây là hiện tượng khá lạ vì tình trạng này kéo dài nhiều ngày qua nên gây ảnh hưởng đến nước sinh hoạt cũng như việc nuôi trồng thủy sản. Trước diễn biến này, Công ty Xây dựng và Cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường hóa chất để xử lý nước, đảm bảo cung cấp nước sạch đến cho người dân. Một vụ cháy đã xảy ra tại tầng thượng của một căn nhà đang kinh doanh mặt hàng quần áo ở trên phố Quốc Tử Giám ở quận Đống Đa, Hà Nội vào chiều nay. Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều nay, những người đi đường phát hiện khói tại tầng 4 của căn nhà số 55. Ngay sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ tầng 4 khiến nhiều người hoảng sợ. Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã điều 2 xe đến hiện trường. Sau 30 phút, đám cháy đã được dập tắt. Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng toàn bộ đồ đạc tại tầng 4 đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Khu vực xảy ra cháy là tầng 4, được cửa hàng dùng làm bếp sinh hoạt. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Trong lúc đang hành nghề trên biển, một ngư dân của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bị thương nặng, bất tỉnh vào tối ngày hôm qua 20 tháng 9. Ngay sau đó, tàu Cảnh sát biển Việt Nam đã kịp thời sơ cấp cứu và đưa nạn nhân vào đất liền an toàn. Cụ thể, tàu cá số hiệu BV8173TS đang đánh bắt cá cách đông bắc đảo Phú Quý khoảng 4 hải lý bị gặp nạn trên biển. Trong đó, ngư dân Nguyễn Văn Hùng bị cần cẩu, giã cào va vào đầu gây mất nhiều máu, khiến nạn nhân bị bất tỉnh. Sau khi nhận được thông tin cấp cứu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã điều động tàu CSV 9001 nhanh chóng ra vị trí tàu bị nạn. Sau khi sơ cấp cứu cho ngư dân, đến 21 giờ 30 phút tối qua, tàu Cảnh sát biển 9001 đã tiến hành đưa bệnh nhân vào đảo Phú Quý, bàn giao cho trạm y tế Quân dân y tiếp tục cấp cứu. Nhiều thiết bị chữa cháy công nghệ mới an toàn hơn cho gia đình, dễ sử dụng hay là các phương tiện cứu nạn hiện đại lần đầu tiên xuất hiện trong triển lãm quốc tế về phòng cháy chữa cháy 2016 đang diễn ra tại Hà Nội. Với 450 gian hàng, với sự tham gia của 250 đơn vị đến từ 18 quốc gia, đây là triển lãm có quy mô lớn và chuyên nghiệp nhất trong lĩnh vực an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được tổ chức tại Việt Nam từ trước đến nay. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, bình chữa cháy dạng nén là một sản phẩm mới của bên công ty cổ phần Firesafe, sản phẩm dựa trên công nghệ chuyển giao từ Nhật Bản. Trong thử nghiệm, sản phẩm này có thể dập tắt được đám cháy khoảng 16 m2, đặc biệt hữu ích trong các hộ gia đình. Thì ở những không gian kín thì hiệu quả nó phát huy rất là cao, nhưng ngoài ra thì ở những không gian mở như ngoài trời là gì đó, đám cháy mình cũng có thể là chữa được tốt. Ngoài cái khả năng mà cái phương pháp mà chữa cháy mà mình ném vào trực tiếp vào đám cháy á, thì mình có một cách nữa là mình trộn nó với pha nó với 6 lít nước và 4 lít nước, thì cái lúc đó thì cái hiệu quả và cái hiệu quả chữa cháy nó sẽ cao hơn và nó kinh tế hơn nhiều. Sau triển lãm, sản phẩm này sẽ được đưa ra bán trên thị trường với giá thành dự kiến khoảng vài trăm nghìn đồng. Ngoài ra, một số loại bình chữa cháy mới được cho là chịu được nhiệt độ trên 60 đến 70 độ C, không xảy ra hiện tượng nổ trong không gian kín cũng được giới thiệu đến với người dân. Và triển lãm lần này ấy thì là cái cơ hội rất tốt để mà kết nối giữa các cái doanh nghiệp với nhau và kết nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng thì được tiếp cận với một cái công nghệ mà chúng tôi cho rằng cũng rất là hiện đại và nó phù hợp với lại các cái đối tượng. Bên cạnh việc tiếp cận các sản phẩm chữa cháy mới, hiện đại, người dân còn được trải nghiệm, hướng dẫn về kỹ năng thoát nạn từ trên cao, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, kỹ năng xử lý sự cố trên phương tiện giao thông. Mới đây, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã ra quyết định cấm 19 loại hóa chất có trong các sản phẩm xà phòng diệt khuẩn. Trong đó, hai chất triclosan và triclocarban được cho là có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe như kháng vi khuẩn hay ảnh hưởng tới nội tiết tố, thậm chí là gây xơ gan, ung thư gan. Tại Việt Nam, thì Bộ Y tế đã yêu cầu các hãng sản xuất rà soát các sản phẩm chứa những chất nêu trên. Ngày hôm nay, thì phóng viên VTC 14 đã khảo sát tại một số siêu thị và cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội và phát hiện là những sản phẩm chứa hai chất này đang được bày bán tràn lan. Các sản phẩm có chứa triclosan và triclocarban chủ yếu là xà phòng rửa tay dạng nước, kem đánh răng, nước rửa chén bát và xuất hiện ở cả sản phẩm do doanh nghiệp trong nước sản xuất và sản phẩm nhập khẩu. Thậm chí có sản phẩm còn dùng triclosan để quảng cáo về tính năng diệt sạch khuẩn và điều này được thể hiện ngay trên bao bì. Đa phần người dân khi chọn mua sản phẩm xà phòng chỉ quan tâm đến các yếu tố như giá cả, mùi hương, thương hiệu, chứ không chú ý đến thành phần hóa chất trong các sản phẩm này. Được biết, các loại hóa chất như triclosan hay triclocarban trong xà phòng mà FDA vừa ban hành lệnh cấm, đến thời điểm này vẫn được cho phép sử dụng tại Việt Nam, do mỗi một thị trường áp dụng một quy chuẩn khác nhau. Đại diện Cục Quản lý Dược cho biết, hiện quy định về quản lý mỹ phẩm tại Việt Nam cũng như các nước trong khu vực phải tuân theo Hiệp định Hòa hợp Mỹ phẩm ASEAN. Vì thế, trước mắt Bộ Y tế chỉ tiến hành rà soát để nắm được số lượng chủng loại, còn việc cấm hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định của hội đồng này được tổ chức vào tháng 11 tới. Ma túy tem giấy hay còn gọi là bùa lưỡi, cùng là những mảnh giấy được tẩm chất ma túy, có tên là LSD. Khi chúng tôi thực hiện các phóng sự cảnh báo về tác hại của loại ma túy mới này tới sức khỏe, thần kinh với người sử dụng, thì đã thấy rằng loại ma túy này được mua bán khá dễ dàng và có sự đáng lo ngại hơn rằng dường như đối tượng khách hàng đang được dân buôn bán hướng tới là các em học sinh. Ghi nhận của VTC 14 tại thành phố Hồ Chí Minh. Như nhiều loại sản phẩm, bán hàng online là một cách phổ biến với tem giấy LSD. Hội Ăn Chay Ăn Cỏ là một trang Facebook không trực tiếp rao bán, nhưng chỉ cần inbox, khách hàng sẽ có hồi âm. Giá đưa ra cho một mảnh tem, được gọi là một tab, 400.000 đồng. Thay vì trực tiếp giao hàng, hội này chọn cách gửi hàng qua bưu điện và thu tiền hộ. Đó cũng là một cách đảm bảo an toàn cho người bán và có thể chuyển tem giấy đi bất kỳ địa phương nào. Sau một ngày đặt hàng, chỗ này 400.000. Cái bay 400.000 miếng này hả trời? Cái gì vậy trời? Nhìn biết chết liền á. Một chất ma túy mới được vận chuyển qua đường bưu điện gần như không có sự kiểm soát. Bình thường như một cái bì thư này cũng chẳng mấy khi kiểm, nhưng thường là thư từ nhiều chứ thường là phải kiểm nhiều, không có bằng được. Nhưng mà nếu kiểm mình nhìn này mình đâu biết là cái gì đúng không? Không chẳng nó là cái gì, nó thiệt đó, mở ra mới thấy hết hồn. Chị cảm ơn nhé. Mảnh tem có kích thước 1 cm này, theo người bán chứa đựng 100 microgram chất LSD. Với người mới sử dụng, liều lượng này có thể gây sốc. Ảo giác gây ra kéo dài trong từ 6 đến 8 tiếng. Các chuyên gia xác nhận, miếng tem này có thể khiến cho hai người khỏe mạnh rơi vào ảo giác. Mình tưởng là một táp, bạn nói 400.000 là 6 miếng đấy. Không phải, nó là một cái ô nhỏ trong 6 miếng đấy. Ôi. Nhưng mà bạn dùng mấy người? Thì 2 người, hôm mình chat với bạn ấy. Thế thì bạn có thể cắt đôi ra, nhưng mà hiệu ứng nó sẽ giảm đi một chút thôi. Trái ngược với nhiều suy đoán, thay vì 400.000 đồng có thể mua được một tấm giấy với hàng chục mảnh tem nhỏ, thì thực tế chỉ mua được một mảnh tem 1 cm vuông. Nhưng LSD là một dạng ma túy mới ở Việt Nam. Việc quản lý và xử lý rõ ràng chưa được siết chặt. Và với việc vận chuyển đơn giản như hiện tại, thì chỉ cần có tiền và vài dòng chat, ma túy giấy có thể đến tay bất kỳ ai có nhu cầu. Thưa quý vị, bên cạnh ma túy tem giấy, tem lưỡi thì có một thú chơi khác cũng đang được một bộ phận giới trẻ hết sức ưa chuộng, đó chính là bóng cười. Thú chơi này đã có từ lâu trên thế giới và thường chỉ được sử dụng trong các quán bar, quán rượu. Tuy nhiên, thời gian gần đây thì nó đã trở thành trào lưu trên các vỉa hè ở Việt Nam với những đồn đoán về cảm giác phê nhẹ, tạo tràng cười điên loạn. Và ghi nhận của phóng viên kênh VTC 14 tại một số tuyến phố ở tại Hà Nội sẽ rõ hơn về loại bóng này. Cao khoảng 1 mét, chiếc bình bơm khí này nhìn thì chẳng khác gì những bình ga công nghiệp, nhưng chứa đầy khí cười. Chỉ sau vài giây bơm khí, những quả bóng cười đủ kích cỡ to nhỏ có thể đến tay người dùng. Chỉ cần hít ngược vài hơi, và đây là phản ứng của những bạn trẻ. Những tràng cười sảng khoái, thậm chí có người mới chỉ hút được 1/3 của bóng đã không làm chủ được mình, chân tay run rẩy. mỗi lần hít bóng cười xong thì em cảm thấy là lâng lâng, tinh thần sảng khoái và lúc mà cũng đứng hình. Và nhiều bạn hít xong thì khi mất kiểm soát và còn ngã ra đất. Thấy nhiều bạn bị phê quá thì sẽ đổ sang một bên hoặc là mất kiểm soát, không biết mình đang làm gì và trông rất là bệ rạc. Giá của mỗi quả dao động từ 20 đến 90.000 đồng. Người chơi bóng chỉ cần dùng miệng ngậm vào đầu quả bóng, hít khí trong bóng vào phổi rồi thổi ngược lại cho đến khi quả bóng bị xẹp. Có những bạn một ngày hút đến vài chục quả. Em sử dụng bóng cười khá là nhiều. Ngày em chơi khoảng 10-20 quả. Thì, hàng ngày em sử dụng ở quán cà phê và ở một số quán bar. Thế chơi nhiều thế thì em có cái cảm giác như nào? Sau một lần chơi nhiều thì em cảm thấy đầu mình rất là nặng và giấc ly bì. Hàng ngày thì cảm thấy cơ thể mình có vẻ hơi uể oải sau một buổi sáng thức dậy sau khi mình chơi bóng xong. Thực ra thì bọn em chơi để giải trí thôi, và khi nhiều bạn bè chơi cùng thì cũng chơi nhau và để có thêm gọi là niềm vui hàng ngày thôi. Ghi nhận tại các phố có nhiều quán cà phê vỉa hè như Nguyễn Hữu Huân, Tạ Hiện hay Bà Triệu cũng dễ dàng bắt gặp những hình ảnh bạn trẻ đang sử dụng loại bóng này. Hiện nay tôi đang có mặt ở phố Bà Triệu, một trong những con phố có rất nhiều hàng cà phê vỉa hè, và sau lưng tôi đây là rất nhiều bạn trẻ đang sử dụng bóng cười. Đây đang là một trào lưu mới trong giới trẻ hiện nay. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là liệu cách giải trí này có an toàn hay không? Vâng, có thể thấy bóng cười đang là thú chơi, là công cụ xả stress của một bộ phận giới trẻ. Và có một thực tế là bóng cười đang không bị cấm hay là được kiểm soát đặc biệt, nên họ cho rằng là nó vô hại. Tuy nhiên trên thực tế thì lại khác, các chuyên gia về hóa học và cả bác sĩ tâm thần đều khẳng định hệ quả của những tràng cười sảng khoái có thể là những hiểm nguy về sức khỏe. Vậy nguy hại đó là gì? Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời. Cậu thanh niên này là một bệnh nhân mới của khoa cai nghiện Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. 22 tuổi, từ một sinh viên học giỏi, ngoan ngoãn. Nghe lời dụ dỗ của đám bạn, cậu thường xuyên có những cuộc ăn chơi tại quán bar, vũ trường. Cũng từ đây, cậu bắt đầu biết đến thuốc lắc và bóng cười. Sau những cú trượt dài, bóng cười được cậu tìm đến như một liệu pháp xả stress. Hậu quả của những tháng ngày ăn chơi là một trí óc không còn minh mẫn, những trạng thái tinh thần không còn bình thường, một thể chất suy yếu. Cảm giác nó giống, nó gọi là phê, hơi giống thuốc lắc. Tức là khi mà mình chơi bóng cười thì mình thổi vào bóng cái lượng không khí rất là lớn, thì nó khiến đầu mình sẽ bị chóng mặt, đau đầu. Tức là mình không dùng nữa thì mình sẽ thèm, có kiểu cảm giác thèm thuốc, thèm phê thuốc nghiện ma túy. Nó bắt đầu vặn ngược chiều cái đồng hồ lại cái bơm. Theo các chuyên gia hóa học, bóng cười hay còn gọi là funky ball thực chất là một quả bóng bay được bơm căng chất nitrous oxide N2O, có khả năng tác động mạnh tới một điểm của hệ thống thần kinh gây cười, tạo cảm giác lâng lâng, sảng khoái cho người sử dụng. Trong phòng thí nghiệm, người ta dễ dàng điều chế ra chất này. Vì là một hóa chất gây mê nên nếu dùng ở một lượng lớn, khí cười có thể khiến người dùng bị hôn mê. Vậy mà ở nước ta, các loại bóng cười được bơm khí cười một cách vô tội vạ, không cần biết liều lượng là bao nhiêu. Cái N2O này nó là một cái hóa chất mà có khả năng là gây mê. Đấy. Và ở cái liều lượng nhỏ thì nó gây phấn kích, nhưng mà liều lượng lớn thì nó gây mê, có nghĩa là nó có thể tác động lên cái hệ thần kinh và làm tê liệt cái hệ thần kinh trong cái chốc lát hoặc là trong một cái giai đoạn nhất định, để cho con người người ta không cảm giác thấy cái gì nữa. Cái hệ thần kinh nó cứ bị kích động liên tục như vậy đấy, thì cái sự mỏi mệt này nó dẫn tới những cái hành vi nó có thể là khác đi, tạo ra được một số những cái trạng thái, ví dụ như là những cái trạng thái người ta gọi là cái kiểu như là cứ ngơ ngơ ấy. Tức là tự nhiên cảm thấy là không có một cái phản ứng gì với xung quanh. Còn theo các bác sĩ, khí cười khiến con người phấn khích, luôn trong trạng thái lâng lâng, thiếu tỉnh táo. Nếu sử dụng quá liều trong một thời gian dài, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các dây thần kinh, phổi, tim, tàn phá bộ não. Đáng lưu ý, khí cười tác động tổng hợp lên bộ não. Chỉ cần một quả bóng cười, người dùng có cảm giác như dùng nhiều loại chất hướng thần khác. Tác dụng nó cứ tương tự như cả morphine, nó có một cái chút lại gì của cannabis, cần sa, cỏ, và nó lại có một chút tác dụng giống như thuốc seducen, một ít tác dụng giống như trên hệ thống serotonin lexic, giống như là ma túy đá hoặc thuốc lắc bây giờ ấy. Chính vì tổng hợp nhiều nhưng nó lại ngắn, tác dụng ngắn hết nhanh, người ta lạm dụng đấy để chơi. Nghiện hay không nó tùy thuộc vào từng cá thể, từng con người. Theo quy định của pháp luật, khí cười N2O không nằm trong danh mục hóa chất phải quản lý nghiêm ngặt, không phải chất ma túy, nên nó có thể tự do có mặt ở mọi nơi. Nhưng đã đến lúc cơ quan chức năng không thể vô tư, lạc quan trước những tràng cười vô thức của giới trẻ. Hơn 350 doanh nghiệp chuyên về dược phẩm, thiết bị y tế đến từ 25 quốc gia vùng lãnh thổ đã tham gia triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam lần thứ 11, khai mạc sáng nay tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngàn người quan tâm đến các vấn đề y tế đã tham dự trong triển lãm kéo dài 4 ngày này. Triển lãm Y tế Quốc tế lần thứ 11 trưng bày 4 chuyên đề chính về các lĩnh vực như phòng chống dịch, khám chữa bệnh, dược, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường y tế, trang thiết bị y tế. Song song với hoạt động trưng bày, triển lãm lần này mang đến nhiều hoạt động trao đổi chuyên môn, giao lưu, giới thiệu sản phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế chất lượng cao với sự tham gia của Bộ Y tế và các chuyên gia trong ngành. Năm nay có 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trưng bày giới thiệu sản phẩm, trong đó có nhiều quốc gia có thế mạnh về dược phẩm và trang thiết bị như Hàn Quốc, Bỉ, Cộng hòa Séc, Pakistan, Đài Loan. Đây đang dần trở thành một hoạt động quan trọng và thường niên không chỉ của ngành y tế Việt Nam mà còn của cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hướng đến mục tiêu một châu Á-Thái Bình Dương khỏe mạnh năm 2020. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 24 tháng 9 năm 2016. Tin quốc tế, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cho biết, rạng sáng ngày 20 tháng 9 theo giờ Mỹ, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra tại phía đông nam của đảo Honshu của Nhật Bản. Theo đó, thì trận động đất có tâm chấn ở độ sâu 33 km, cách quần đảo Izu phía đông nam đảo Honshu gần 400 km. Hiện vẫn chưa có thông tin về thiệt hại hay khả năng xảy ra sóng thần do trận động đất này. Trước đó vào tháng 4 vừa qua, đảo Honshu cũng đã đón nhận một trận động đất xảy ra ở độ sâu 51 km, gần nơi một trận động đất lớn và sóng thần đã xảy ra vào tháng 3 năm 2011. Nhật Bản nổi tiếng là quốc gia thường xuyên trải qua động đất và sóng thần bởi đảo quốc này nằm dọc vành đai lửa Thái Bình Dương. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào. Khu vực này có hình dạng tương tự vành móng ngựa bao quanh lòng trà Thái Bình Dương. Một máy bay trinh thám U-2 của Không quân Mỹ mới đây đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ căn cứ Bill trong một buổi huấn luyện tại California, khiến một phi công tử vong, người còn lại bị thương. Theo đó, cả hai phi công rơi ra khỏi máy bay và rơi trong một khu vực không dân cư sinh sống ở quận Sutter, bang California của Mỹ. Ban đầu, Không quân Mỹ báo cáo các thành viên phi hành đoàn đã rơi an toàn và đang chờ hồi phục thể trạng. Tuy nhiên, gần 4 giờ sau khi vụ tai nạn, Ban chỉ huy chiến đấu của lực lượng Không quân Mỹ đưa ra thông báo không có xác nhận chính thức về tình trạng của phi công lái chiếc U-2. Sau 1 giờ chiều cùng ngày, cái chết của một phi công được xác nhận. Mức độ của thương vong phi công thứ hai là chưa rõ. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy phần đuôi của máy bay cắm trên sườn đồi với đống đổ nát xung quanh nó. Theo hãng tin Reuters, ngày hôm qua 20 tháng 9, các công tố viên Liên bang Mỹ đã chính thức khởi tố đối tượng người Mỹ gốc Afghanistan là Ahmad Khan Rahami, nghi can gây ra các vụ nổ bom cuối tuần qua tại New York và New Jersey. Phát ngôn viên cảnh sát thành phố New York cho biết Rahami, 28 tuổi, bị cáo buộc 4 tội danh, trong đó có sử dụng vũ khí gây thiệt hại lớn, đánh bom ở địa điểm công cộng. Các điều tra viên cho biết Rahami đã đặt bom tại thành phố New York và công viên ở bang New Jersey. Một trong các thiết bị đã phát nổ tại quận trung tâm Manhattan ở New York đêm ngày 17 tháng 9, khiến 29 người bị thương. Trong khi đó, cha của nghi phạm này cho biết ông không hề hay biết về hành động của con trai mình. Trước đó một ngày, Ahmad Khan Rahami cũng đã bị nhà chức trách bang New Jersey buộc tội sở hữu vũ khí trái phép và một số tội danh liên quan đến âm mưu sát hại một nhân viên thực thi pháp luật sau khi xảy ra một cuộc đấu súng với cảnh sát. Còn theo thông tin từ hãng truyền thông địa phương, ngày 19 tháng 9 vừa qua, nghi phạm này đã bị bắt giữ sau một cuộc đấu súng với cảnh sát ở tại Linden, bang New Jersey. Từ năm 2015, thành phố cảng Kailas của Pháp đã trở thành điểm nóng của nạn di cư bất hợp pháp, khi có đến hơn 10.000 người theo xe tải đi vào nước Anh thông qua đường hầm xuyên biển Manch hoặc xe tải đi qua phà qua biển. Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp, các nhà chức trách Anh đang tiến hành xây dựng bức tường Kailas, hay còn được một số tờ báo tại Anh gọi là vạn lý trường thành tại Kailas. Dọc theo tuyến đường cao tốc tại Kailas, các máy móc thiết bị hạng nặng và công nhân xây dựng đã được huy động để xây dựng nên bức tường ngăn người di cư tiếp cận nước Anh. Các máy đào đất, máy kéo và xe tải chở xi măng đang tiến hành tạo nền móng cho bức tường. Bức tường này dự kiến cao khoảng 4 m, dài 1 km, được xây dựng dọc theo hai bên con đường chính dẫn vào cảng Kailas, vốn được coi là địa điểm mà nhiều người di cư tập kết để vào nước Anh. Bên cạnh đó, một tài liệu tại cuộc họp bởi giới chức cảng Kailas vào tháng 7 cho thấy bức tường sẽ được làm bằng bê tông mịn để gây khó khăn cho những người di cư trong việc leo lên bức tường này. Và hồi đầu tháng 2 và tháng 3 năm nay, Pháp đã giải tỏa được một số lượng lớn các lán trong trại di cư trái phép Junger. Bên cạnh đó, chính phủ cũng đã tuyên bố sẽ đóng cửa các lán trại còn lại, nhưng hiện các nhà chức trách vẫn chưa đưa ra khung thời gian. Bức tường này được chính phủ Anh tài trợ theo một thỏa thuận đạt được với Pháp tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 5 vừa qua. Bức tường sẽ bổ sung cho hàng rào an ninh được dựng lên quanh cảng Kailas và lối vào đường hầm eo biển Manchester, cầu nối giữa Anh và Pháp. Lễ hội Eid al-Adha là dịp để người Hồi giáo khắp nơi, trong đó có người Hồi giáo ở Indonesia, tưởng nhớ việc nhà tiên tri Abraham sẵn sàng hiến tế con trai của mình cho thần thánh. Và đây cũng là dịp để người theo đạo Hồi cầu nguyện, viếng thăm gia đình, bạn bè, tặng quà cho trẻ em. Và hãy cùng chúng tôi đến khám phá ngày lễ của người Hồi giáo ở thủ đô Jakarta như thế nào qua phóng sự sau đây. Bất chấp tình trạng an ninh được thắt chặt nhân dịp lễ, các tín đồ Hồi giáo Indonesia vẫn đổ xuống đường ăn mừng, một trong những dịp lễ hội tôn giáo lớn nhất trong năm. Theo truyền thống, trong ngày này, người Hồi giáo sẽ dành thời gian cùng thưởng thức bữa ăn bên gia đình. Tại thủ đô Jakarta, hàng triệu người Hồi giáo đã tưng bừng tham gia lễ khi nhiều người đổ về thánh đường lớn Istiqlal để cầu nguyện bình yên và hạnh phúc. Sau đó, nhiều gia đình còn tổ chức các cuộc vui chơi ngoài trời và cùng thưởng thức nhiều món ăn truyền thống như bánh gạo và mì xào. Khủng bố đôi khi gây ra bởi sự bất công và cảm giác của sự bất công. Tôi hy vọng với lễ hội này, tinh thần hy sinh và chia sẻ, hiểu lầm giữa các nhóm nhất định có thể giảm đi, từ đó mà các vụ khủng bố có thể giảm hoặc là biến mất. Tôi mong rằng dịp lễ này sẽ kéo mọi người lại gần nhau hơn. Theo truyền thống, lễ Eid al-Adha sẽ kéo dài trong 3 ngày. Sáng nay, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh trong sự đón chào nồng nhiệt của người thân, người hâm mộ sau kỳ Paralympic thành công nhất lịch sử tại Rio, Brazil. Và không thể không nhắc tới người đã tạo nên lịch sử trong Paralympic Rio 2016, huy chương vàng cử tạ Lê Văn Công. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người hâm mộ và người thân của các vận động viên đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã chờ sẵn tại sân bay, chào đón những người hùng trở về. Tâm điểm của đoàn thể thao chính là lực sĩ Lê Văn Công, người đã ghi tên mình vào lịch sử thể thao người khuyết tật thế giới với tấm huy chương vàng ở hạng cân 49 kg. Tại lễ tôn vinh tổ chức nhanh gọn ở sân bay Tân Sơn Nhất, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể thao và các mạnh thường quân cũng đã trao các phần thưởng nóng cho đoàn thể thao. Mùa hè năm 2016, sau khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lập chiến công ở Olympic Rio, Việt Nam lại tiếp tục được thế giới nhắc đến tại Paralympic Rio mà Lê Văn Công đã xác lập lịch sử. Được biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thưởng nóng cho lực sĩ Lê Văn Công như mức thưởng nóng với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Và thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay, ngày 21 tháng 9 năm 2016 của kênh truyền hình VTC 14. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.